anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay đó là cái hồn hạp của con là Athena 02. Thì thật sự rất là bất ngờ luôn, bởi vì nó ra hồn hạp Athena 02 anh em. Bởi vì rất là hiếm khi nào mà một cái con boss mà đua boss rồi xong rồi thì qua tháng sau lại là có hồn hạp luôn. Thường á, hình như là chưa được một tháng nữa em, chưa được một tháng nữa thì mình nhớ là như vậy. Thường thì con Athena 02 này á, thường thì những cái con boss á thì nó sẽ là tầm cỡ 2-3 tháng trở lên không à, thì nó mới ra hồn hạp. Ví dụ như con Amakusa anh em thấy không, và con Gonit. Hiện giờ hai con này vẫn là chưa có ra hồn hạp, đúng không anh em? Chưa có ra hồn hạp, nên là kể cả mình luôn, hiện giờ là vẫn chưa có là sở hữu là cái hồn vũ khí của con Gonit luôn. Đấy, nhưng mà con Athena 02 nó lại khác. Nên là lần này đây là cái cơ hội để cho những ông nào gọi là đi cái team mà là siêu nữ á, có thể gắn Athena 02 vào trong team, được chơi cũng khá là ok nha anh em. Athena 02 nói chung là nó cũng nó không có xuất sắc, nhưng mà nó cũng không có yếu anh em. Đó, nó tầm chung, nhưng mà anh em là chơi đó, nói chung là anh em lấy về anh em chơi cũng được. Đó, chơi lâu dài cũng được nha anh em, chứ không phải là nó yếu đâu. Bởi vì nó đánh theo phần trăm máu mà rất là lợi hại luôn. Để vậy mà nó còn có cái aura để mà tăng máu cho toàn team chúng ta nữa. Đó, nên là đi là đạt tài nguyên chiến anh em thì rất là có lợi. Rồi ok, hôm nay mình sẽ là có một cái thử thách để quay con Athena 02 này. Đó thì anh em đọc cái tiêu đề cũng thấy rồi, thì hôm nay mình sẽ thử thách là quay con Athena này bằng 72 xu. Đó, 72 xu nha em, thử coi có ra nổi hay không. Đó, thử coi ra nổi Athena 02 hay không. Chứ mà quay bằng kim cương thì nó quá là bình thường rồi, nó quá tầm thường rồi anh em. Nên là quay xu. Đó, thử coi ra không nha anh em. Ok, đang có 72 xu nè. Ok, đây nhấp vào xu nha anh em. Quất cái miễn phí trước cái đã. Nhiều khi lại nhấp phát đầu lại ra luôn thì lại quá khỏe. Đấy, ra được cục đá thức tỉnh. Ok, dứt x5 nha anh em. Một phát x5 đầu tiên. Đấy, đây là cái cơ hội để anh em là có Athena 02. Con này thì nói chung là anh em chơi, mình thấy bên CPQ á, họ vẫn chơi Athena 02 đều nha anh em. Vẫn chơi Athena 02 đều. Nhưng mà cái này là dành cho những ông nào nạp tiền tầm trung thôi, cũng như nạp tiền nhiều thôi. Còn anh em nông dân á thì mình khuyên chân thành là anh em là uầy 10 mảnh ngon. Khuyên chân thành là anh em mà để dành kim cương đi, không có nên lấy con Athena 02 này. Thì anh em lấy kim cương á, chủ yếu là anh em mua cái phần khu vực là điều là mình cái phần khu vực là mình là ưu tiên nhất. Đấy, Ryuji ưu tiên nhất là cái phần khu vực nha anh em. Tiếp theo nữa thì anh em sẽ là mua là đá cái giọt nước anh cho mình. Đó là hai cái đó là cái điều cấp thiết nhất để anh em là up được chiến, và cũng như là để dành kim cương để anh em lấy Amakusa, Gonit và up Kula. 3 con đó thôi là anh em có thể chơi game được lâu dài rồi. Đó, đó là cái lời khuyên của mình. Còn ông nào mà ngứa tay hay là thích em nó quá thì mấy ông quay cũng được. Ok, mất 10 xu rồi anh em. Thấy lát là nó sẽ ra đó nè, nhưng mà bây giờ là chắc là mình nghĩ là chưa có ra nổi đâu. SSR Chizuru. Ra Chizuru rồi. Chizuru hồi nãy ra rồi, mới ra hồi nãy nè. Giờ ra nữa, 7 đạn. Sở hữu cái gì, sở hữu thần khí rồi các thứ mà đánh cùi quá. Chizuru nè, Kyo không nét nè. Rồi với lại con Ari thì cũng tạm được đi nè. Ok, còn 54 xu nha anh em. 88 kim cương, 88 thôi nha, chứ không phải là 888 nha. Lại Chizuru nữa, phải. Ok, các này là chuyên là sưu tầm tướng nha anh em, mình thấy là chuyên sưu tầm tướng luôn đấy. Tài nguyên cũng rất là nhiều, ủa 288 này. Nên là một cái ác mà build theo cái hướng là 3 con tướng. Ví dụ như build Kula, build Amakusa và Gonit. Đó, bạn như là mua là khu vực thì nó lại là khác. Còn mà cái ác mà là chuyên sưu tập tướng thì nó lại khác nha anh em. Chip nè, thì cái ác mà chuyên sưu tập tướng thì nó sẽ là yếu lực chiến hơn so với là cái ác chuyên là để build nha anh em. Để build các cái con tướng cần thiết. Nó lại khác. Bởi vậy là chủ yếu là kiếm tướng về cho anh em coi, cũng như là build lên mạnh tí, đánh nhau cho anh em coi thử coi nó có mạnh không nha anh em. Ok, vẫn chưa ra nổi nữa này. Thử thách này chua thật sự ta. Nếu mà để mình coi nếu mà 72 xu á thì chúng ta quy ra kim cương tầm cỡ gần gần 30.000 đúng không anh em? Một nhát gấp là 1.800, 5 xu tương đương với lại 1.800 kim cương, 70 mấy nhân 2 lên là bao nhiêu anh em nhờ? 20 mấy ngàn, gần 30.000 đó nè. Không biết là quay xu thì nó có hơn là quay kim cương không anh em? Mình cái này, cái thắc mắc này mình cũng là đắn đo bữa giờ, mình cũng chưa có biết là cái nào quay hơn nữa. Đã thức tỉnh nè. Ok. Rồi còn có 37 rồi anh em ơi. 37 xu, hồi nãy là 72 xu. Ôi nãy giờ toàn quay mảnh của Athena 02 không. Ok. Tới hồi nó sẽ làm thêm một cái thử thách nữa cho anh em coi. Billy chưa ra nổi luôn em ơi, chết rồi. Cũng chưa thấy lát màn hình nữa. 32 là đã đi hết, là tổng cộng là 40 xu rồi nha anh em, 40 xu hồn hạp rồi. Ông nào đang có xu hồn hạp thì có thể để dành là quay Gonit ha. Gonit là mình nghĩ là chắc cũng sắp ra hồn hạp rồi đấy. Em nói là lâu quá rồi. Rồi xong ra cheat thì thôi chắc không có ra Athena 02 nữa rồi. 288 nè. Trời ơi. Ai da, chua nha. Đấy, thử thách này khá là khó luôn nha anh em. 27.000 à, 27 xu. Lát màn hình coi. Chưa lát nổi nữa. Những cái con tướng mà anh em chưa sở hữu thì anh em khi mà anh em quay mà nó ra thì cái nó loát cái màn hình khá là lâu. Đó là anh em biết là ra con tướng mới rồi đó, nhưng mà giờ chưa loát nữa. 22 xu rồi, đi hết 50 xu rồi. Cố lên, cố lên. Ôi, chưa ra nữa. Chúc mừng. Rồi chú chiêu mộ. Hẹn giờ nhận đấu sĩ SR cộng thì thua rồi. Ryuji. Đấy, mình thấy là quay kim cương á, nhiều khi sáng nay có rất là nhiều ông là one hit luôn em. Quay một phát một là ra luôn. Khá hơn. Đã vậy mà còn ghi cái tiết là dậy sớm để thành công nữa chứ. Thấy đẹp. Ok, 17 xu. Chà. Chua nha. 288 này. Chiêu mộ hẹn giờ nhận đấu sĩ SSR Chizuru nữa. Chưa ra luôn nha anh em. Đấy, khá căng đấy. Thì quay cái này thì tầm cỡ trung bình cỡ chừng 30.000 kim cương là sẽ là sở hữu được. Cái móc này nó đạt với lại cái móc gọi là ở trong cái chậu kim cương luôn đó nè. Rồi ok, còn hai nhấp x5 nữa là hết rồi anh em. Chiêu mộ hẹn giờ nhận đấu sĩ SR, ồ lại Billy nữa. Ơi nhiều khi lại là fan lại ra nha anh em. Fan lại ra đấy. Billy xong rồi đúng không? Còn một con nữa nha, mình nghĩ còn một con nữa nha anh em. Đây đây. Rồi, không khó luôn. Ai, pha này là phải là nhân 2 nha anh em. Pha này là phải là ra luôn nha anh em. Còn một pha x5 cuối cùng thôi. Dứt. Ai, rồi lên tivi rồi, hy vọng là ra con Athena 02 luôn anh em. Đấu sĩ S, trời ơi lại Billy xong rồi còn một con nữa, bởi vì quay cái hồn hạp này phải là một con SR cộng nó ra rồi thì là mới ngưng được anh em. Cũng lát màn hình nhưng mà không ra nổi, chết tôi rồi. À đây tèo tiếp tèo, còn hai phát bằng xu quay luôn nha anh em, không có đụng tới kim cương, đã là thử thách rồi. Trời, quay xu khó ra thực sự ta. Nhiều khi fan này lại ra luôn này anh em. Ôi, không ra luôn. Pha cuối nha, ít một cái cuối cùng nha. Trời ơi, chết rồi anh em ơi, 32 xu không ra nổi rồi. Tính ra có 20 mấy ngàn kim cương nên là khó ra lắm anh em. Ta phải chơi lại tới kim cương thôi. Ok, hôm nay là quay là Yukio rồi các thứ. Anh em quay có thể kiếm phôi. Nhưng mà mình nghĩ anh em đừng có quay con Yukio, để anh em lấy khi nào mà có sự kiện quay Kula thì anh em hẳn lấy. Rồi ok, thì cuối cùng là quay thử thách quay 72 xu hồn hạp lại có ra được Athena 02 không thì kết quả là hết ra nổi. Ôi ơi, con Amakusa bên này là 5 sao đỏ luôn, ghê người ta. Trời ơi, ghê thực sự. Cái act này bây giờ là build cái phần khu vực mạnh lên là ok nè, là lực chiến là tăng cao lắm á. Tay sấm sét đồ các thứ nè, build mạnh lên. Trời ơi, còn dư đá quá trời không chịu build. Đấy, build mạnh lên mát hết cái khu vực là coi như là cái act này là tuyệt vời nè. Ok, cái thử thách hồi nãy mình nói là mình sẽ là đi là solo và là ông top 1 của S8 nha nè. Hiện giờ ông đang để hai con tướng thôi, đó là con Rugal, Omega Rugal và con Igonix. Omega Rugal này hình như là không có gắn chiến hồn luôn, hình như là mới K1 thôi anh em, mới K1 thôi. Như là sau này sẽ là cái phẩm chất đỏ anh em, là hình như là nó sẽ được tăng lên nữa nha anh em, được tăng lên nữa. Đó, cái này là hồi đợt là mình có coi một cái hình đó là đỏ cộng 1, 1 chấm anh em. Thì nếu mà tăng lên nữa thì chắc là phẩm chất là cầu vòng rồi. Nó giống như là những cái phẩm chất gọi là hiện giờ đó nè, những cái phẩm chất chiến bài đó, nó giống như vậy. Đó, nên là ông nào mà đang là phẩm đỏ thì chuẩn bị tinh thần để lên rồi là con để lên là những cái con tướng của mình là lên là phẩm đỏ cộng 1 đủ các thứ nha anh em. Nhưng mà cái thời gian đó khá là lâu anh em, nên là anh em yên tâm đi, cũng khá lâu đấy. Omega Rugal đã nằm sắp rồi. Không gắn chiến hồn, ủa nó to vãi đạn thật. Ủa nó hồi máu kìa anh em. Duyên của con Omega Rugal là tàn là cát là thứ dữ không à. Rồi rồi xong. Đấy, nó hồi nó đầy cây thôi anh em. Tướng bên địch càng nhiều thì nó hồi máu càng nhiều. Đoán rồi nha con. Nhưng mà con Omega Rugal này á, khi mà muốn giết được nó là phải phá được cái đầy phá được rồi, phá được cái gì đó, tầng bất khuất của nó. Đấy, mới giết được anh em. Còn mà đánh không chết nó được á, thì nó sẽ là auto hồi máu lên. Nó rất là trâu bò, nó ghê hơn là con Omega thường khá là nhiều. Đấy, ok, đó là cái thử thách ngày hôm nay cũng như là video ngày hôm nay. Ngày mai là sẽ có một cái video là liên quan đến là con Jin Kuro. Đó, khá là hay luôn nha anh em. Đó, hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình. Rồi, ok, đó, anh em thấy video này hay đừng quên like, share, nhấn gửi của mình rất nhiều nha.